Xin chào các khán giả của Ad Việt Nam. Các bạn có thường xuyên lướt qua các bài viết trên trang NiGAG không nhỉ? Thỉnh thoảng Ad cũng ghé vào đó để xem thế giới tuần qua có gì hay ho không. Mà lạ lắm các bạn ạ, mỗi khi có bài viết nào liên quan đến chiến tranh Việt Nam thì y như rằng sẽ xuất hiện các chính trị gia và sử gia online nước ngoài cố chứng minh rằng Việt Nam không thắng Mỹ, chỉ là Mỹ chưa dùng đến 100% công lực thôi. Rồi luận điểm của họ chỉ xoay quanh đúng một điều là Mỹ đã nhân từ không ném bom hạt nhân lên Việt Nam. Và nếu Mỹ mạnh tay hơn thì... Nghe cứ buồn cười thế nào ấy các bạn nhỉ? Thắng là thắng, thua là thua. Trong lịch sử không có chuyện nếu. Cụ thể trên trang NiGAG có một bài viết với tựa đề Bài học lịch sử đừng xâm lược Nga, đừng xâm lược Việt Nam đã nhận được tới hơn 10.000 lượt tương tác. Thế giới vẫn biết tới Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé nhưng ngoan cường với sức mạnh ý chí và niềm tin vượt lên trên tất cả. Chúng ta đã chiến thắng nhiều quốc gia hùng mạnh từ Mông Cổ, Trung Quốc tới Pháp, Nhật, Mỹ. Đó là sự thật không thể chối bỏ được của lịch sử. Trong khi nhiều người đang mải mê tranh luận chuyện Nga không phải là nước bất khả xâm phạm, Đức đã từng chiến thắng trong cuộc xâm lược Nga. Còn Mông Cổ cũng đã ở lại Nga trong 3 thế kỷ. Thì với những chiến thắng của Việt Nam trong thời kỳ đó, một tài khoản đã bình luận. Các bạn thấy đấy, họ mải tranh cãi về cuộc chiến giữa Đức với Nga trong chiến tranh thế giới thứ nhất mà không ai tranh cãi về những cuộc chiến chống ngoại xâm của Việt Nam cả. Tại đây, họ mặc định Việt Nam đã chiến thắng, chả cần phải tranh cãi gì cả. Người dùng Zeus bày tỏ, Việt Nam cũng là một câu chuyện thành công tuyệt vời về khả năng tự vệ và theo sát lý tưởng của mình. Người Trung Quốc muốn đồng hóa họ và chúng ta muốn xâm lược họ. Thật sự khá buồn khi một quốc gia nhỏ bé như thế phải bảo vệ quyền của mình và nghĩ rằng đó chỉ là việc riêng của họ. Tới bây giờ, họ có đường bờ biển giá trị, bị nhăm nhe xâm phạm nhưng vẫn có thể bảo toàn nó nguyên vẹn. Thật hãnh diện khi nhiều người nước ngoài thực sự nể phục sức mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng mặc định Việt Nam đã chiến thắng. Trong khi không ít người đã công nhận điều đó, thì vẫn có những người cố đấm ăn xôi với niềm tin bất diệt là Pháp, Mỹ không thua. Và thế là cuộc tranh cãi xoay quanh chuyện Việt Nam có thực sự chiến thắng hay không lập tức bùng nổ. Người phản đối chiến thắng của Việt Nam thì dùng luận điệu tính tỷ số K trên D, Q trên Dead và nguồn lực bom hạt nhân của Mỹ để khẳng định điều ngược lại. Từ bao giờ mà lượng người chết, tính cả dân thường bị cho là Việt Cộng lại quyết định thắng thua? Mất hàng triệu người thì không phải là chiến thắng. Tại trận Normandy, phía Mỹ và đồng minh đã chiến thắng và đổ bộ thành công lên đất Pháp, mặc cho cái giá phải trả rất đắt đỏ, với số người thương vong hơn phía Đức rất nhiều. Nếu với luận điệu tính tỷ số K trên D quyết định chiến thắng, vậy nghĩa là họ đang phủ nhận chiến thắng của phe đồng minh. Bên cạnh đó, không hiểu nổi tại sao những người sinh ra và lớn lên ở một quốc gia văn minh như vậy lại tự cho mình là thượng đẳng. Nếu dùng một loại vũ khí có khả năng sát thương tới cả ngàn thế hệ sau lên Việt Nam. Đúng là bom hạt nhân, uy lực thật, nhưng kể từ bao giờ mà sự xuất hiện bom hạt nhân trở thành dấu hiệu của chiến thắng? Ví dụ như tài khoản Bastogot viết, ba quốc gia đó, Pháp, Mỹ, Trung Quốc có thể dễ dàng xóa sổ Việt Nam bằng vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì hơi bất công. Tài khoản Goddard Despair cũng tỏ vẻ hiểu biết khi cho rằng những quốc gia đó hoàn toàn có khả năng quét sạch Việt Nam. Những kẻ ngu ngốc mới bảo Việt Nam chiến thắng, đó là những kẻ không đọc sách lịch sử. Nhiều người được cho là người Mỹ cũng vào bình luận kiểu như chính xác, Mỹ có thể biến Việt Nam thành hồ nước trong nửa giờ đồng hồ như đã làm với Nhật Bản. Chỉ là họ không muốn làm tổn thương những sinh mạng vô tội ở Việt Nam. Họ giao giảng về chuyện Mỹ đã nhân từ như thế nào khi không dùng bom hạt nhân, khi mà sự thật là Mỹ đã trút số lượng bom, mìn, giải chất độc xuống Việt Nam nhiều hơn bất cứ nơi nào khác, nhiều hơn cả hai cuộc chiến tranh thế giới cộng lại. Tính ra, người Việt sẽ phải mất hơn 100 năm nữa để khắc phục toàn bộ những thiệt hại do bom mìn, vật liệu nổ còn lại từ chiến tranh trước năm 1975. Một con số kinh hoàng không tồn tại được ở bất cứ quốc gia nào khác. Thế là nhân từ. Mà giả như có cho Mỹ được chiến đấu bằng 100% công lực, nghĩa là gồm cả bom hạt nhân, thì liệu Mỹ có thắng nổi Việt Nam? Điều này rõ ràng đã được chính xác các chuyên gia Mỹ giải đáp từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ vì định kiến không được thua Việt Nam nên họ mới làm đi các báo cáo khoa học và dùng những lý lẽ ngu ngơ như bò đeo nơ thế chứ. Trong suốt chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã nhiều lần định dùng bom hạt nhân để xoay chuyển cục diện cuộc chiến. Tại một bữa tiệc diễn ra vào mùa xuân năm 1966, một quan chức quân sự cấp cao khá thân cận với Tổng thống Lyndon Johnson đã nói: "Có lẽ tốt hơn nếu chúng ta thỉnh thoảng ném vài quả bom nguyên tử xuống để khiến đối phương lung lay, nhưng các bạn thấy đấy, ý định này vẫn chỉ mãi mãi tồn tại như một lời nói vu vơ thôi." Tất nhiên là ai cũng sẽ đặt câu hỏi, tại sao kế hoạch đó chưa bao giờ được dùng tới? Để giải đáp thắc mắc này, 4 thành viên của Jason, Hội đồng Cố vấn Đặc biệt của Lầu Năm Góc,
đã quyết định nghiên cứu những cái được và mất trong việc sử dụng bom nguyên tử ở Việt Nam. Và cuối cùng họ kết luận sử dụng vũ khí hạt nhân ở Việt Nam là điều không nên làm vì nó chẳng có ích gì cho cuộc chiến này cả. Mỹ cũng chắc chắn sẽ không nắm giữ được cái gọi là chiến thắng ở đây. Xin lưu ý rằng, nếu các nhà nghiên cứu bàn đến những vấn đề đạo đức xung quanh việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược, họ sẽ có thể bị coi là mềm yếu và không đáng tin cậy. Vì vậy, họ bỏ qua những yếu tố đạo đức và chỉ tập trung hoàn toàn vào phân tích các yếu tố quân sự. Nên là mấy anh người Mỹ chính gốc hay là người Mỹ gốc Việt gì đó có đang cố chấp thì vểnh tai lên nghe cho kỹ nhé. Và hãy bỏ ngay cái giọng điệu nhân từ kia đi nữa, chướng lắm rồi đấy. Theo nghiên cứu của Viện Rand Corporation, ước tính rằng một cuộc tấn công hạt nhân chiến lược tương đương với 12 cuộc đánh bom thông thường. Mặc dù sức công phá của các loại vũ khí này là không phải bàn cãi, nhưng kết quả đạt được vẫn không đủ. Trong một trận chiến lớn, các chuyên gia nhận định rằng mỗi quả bom nguyên tử sẽ chỉ giết chết được 100 binh sĩ. Và với một lực lượng phân tán luôn di chuyển trong rừng rậm như lính du kích Việt Nam, việc dùng vũ khí hạt nhân sẽ còn ít hiệu quả hơn. Mặc dù Mỹ có thể sử dụng bom nguyên tử để phá hủy những con đường thuộc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh hoặc đốt cháy nhiều cánh rừng, quân đội Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục làm đường mới. Các loại vũ khí hạt nhân có thể tiêu diệt các hệ thống địa đạo, nhưng việc này cần có độ chính xác cao. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Daniel Ellsberg từng nói, nếu anh không tìm được mục tiêu cho B-52, anh cũng sẽ không có mục tiêu để tấn công hạt nhân. Mỹ sẽ phải liên tục ném bom hạt nhân một cách vô tội vạ mới có thể phá hoại và đảm bảo mức độ phóng xạ cần thiết. Vì vậy, các cố vấn Jason kết luận một chiến dịch giải thám lớn bằng các máy bay được trang bị bom nguyên tử sẽ cần phải thực hiện 3.000 lần đánh bom trong một năm mới hoàn toàn tiêu diệt được Việt Nam. Thế nên chẳng có chuyện chỉ ném vài quả bom nguyên tử là đủ để săn thẳng Việt Nam đâu. Ngưng ảo tưởng sức mạnh đi. Tất nhiên, Mỹ có thể sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân, nhưng họ cũng không ngu ngốc đến mức sử dụng toàn bộ số đó chỉ để tiêu diệt Việt Nam, không trừ lại phòng hờ các cuộc tấn công khác. Ngoài ra, việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ không thay đổi cục diện của cuộc chiến và chỉ để lại những hậu quả to lớn hơn. Cuộc tấn công bằng bom nguyên tử ở Việt Nam có thể sẽ buộc Liên Xô hoặc Trung Quốc đáp trả. Họ sẽ cung cấp cho Việt Nam vũ khí hạt nhân để chống Mỹ, mà nó lại rất hiệu quả khi quân đội Mỹ thường đóng tại những căn cứ và cảng lớn với quân số tập trung đông đảo. Chỉ cần khoảng 100 loại đầu đạn có sức công phá 100 kiloton được bắn đến 70 mục tiêu trọng điểm của Mỹ cùng lúc, quân đội Mỹ tại Việt Nam sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngay cả khi Việt Nam quyết định chỉ phóng một số ít tên lửa cũng sẽ phá hoại khả năng chiến đấu của Mỹ tại Việt Nam. Không những thế, việc Mỹ dùng vũ khí hạt nhân sẽ khiến nhiều nước trên thế giới chạy đua vũ trang. Điều đó cũng có nghĩa là loại vũ khí kinh khủng này sẽ xuất hiện nhiều hơn. Viễn cảnh mà các đội quân du kích thoát ẩn thoát hiện như ma khắp các cánh rừng và lăm lăm vũ khí hạt nhân trong tay hẳn sẽ khiến nhiều người dùng mình khi tưởng tượng. Vậy mà tới bây giờ, một số người vẫn cố gắng cổ vũ cho cái tư tưởng bom nguyên tử Isabel, Việt Nam sẽ chẳng là cái thá gì. Nghe báo cáo từ chính các chuyên gia Mỹ thì liệu họ có sáng mắt ra chưa nhỉ? Kết thúc video ngày hôm nay, em chỉ muốn nhấn mạnh rằng chúng ta đã thành công đuổi quân Pháp, Mỹ ra khỏi địa phận Việt Nam. Dù là họ đã thua hay chỉ rút chạy cũng không quan trọng. Sự thật chắc chắn phải thừa nhận chỉ có một, là Việt Nam đã giành độc lập, tự do. Người Việt đã đạt được mục đích của mình trong cuộc chiến, thế là quá đủ rồi. Các bạn có đồng ý với quan điểm của Ad không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về chủ đề này dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!